Tuấn Anh xin chào các bạn. Các bạn ơi, nào lại có đồ chơi mới nè. Đây là pin ngọc 3D. Đây là đồ chơi làm tranh 3D bằng kim gâm đó. Để nào mở hộp cho các bạn xem nha. Đồ chơi này hay lắm. Em bé nhỏ 2 tuổi cũng có thể làm được một bức tranh thiệt là đẹp theo ý của mình luôn đó. Đây, đây nè các bạn xem. Nó rất là đơn giản. Ở phía sau là nó có những cái kim gâm. Kim gâm này nó làm bằng nhựa và đầu tròn cho nên không có bị đau. Nó rất là êm luôn đó. Đây, mình rờ rất là nhẹ nhàng. Nó rất là mềm. Và nó rất là nhẹ luôn. Mình chỉ cần lấy tay mình đẩy nhẹ lên một cái thì những cái kim gâm này nó sẽ đẩy lên phía trên. Và nó tạo ra cái hình cho mình. Đây các bạn xem, đây là tay của Na nè. Các bạn thấy đơn giản không? Na chỉ cần để tay vô nhẹ một cái thì Na đã có một bức tranh hình bằng tay của Na bằng 3D rồi đó. Và mình chỉ cần nghiêng một cái thì những kim gâm này nó đổ xuống thì là coi như mình xóa. Đây, Na đẩy lên nè, những kim gâm nó đẩy lên. Còn Na thả ra, tự động nó sẽ rơi xuống rất là nhẹ nhàng. Còn phía mặt trên của nó là một tấm kính, mình chỉ cần dịnh cái chỗ đó là được. Các bạn thấy không, tay Na để lên rất là nhẹ nhàng, cũng không đau không gì luôn. Nên tụi mình cứ yên tâm mà chơi. Khi mình buông tay ra, mình phải giữ đứng cái khuôn này lên. Ây da, Na nghiêng quá nên nó bị đổ rồi. Làm lại. Đây, bây giờ Na sẽ làm tranh hình con khủng long này nha. Thay vì Na phải dùng cây viết, Na vẽ không được, thì Na sẽ dùng cái này. Na sẽ lấy nguyên một con khủng long luôn. Na ép nó vào bên trong này. Nhẹ nhàng thôi. Xong, mình sẽ lấy con khủng long ra. Sau đó mình sẽ xoay bức tranh lại. Bang 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 bang. Các bạn thấy thế nào? Đây là con khủng long nè. Con khủng long có đầy đủ và đuôi đầu luôn đó. Các bạn thấy giống y chang không? Rất là dễ chơi. Và thích lắm, mình muốn làm cái gì cũng được hết. Chỉ cần có mẫu thôi. Rồi mình nghiêng lại. Rồi giờ Na tạo hình khác nha. Đây là hình một con chó đang há miệng ra, sủa gâu 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 gâu. Và cái đuôi ngắn ngủn thôi. Bây giờ Na sẽ cho nó vào trong nha. Mình sẽ cầm nó ở phía ngoài này. Đừng cho đụng cái kim để nó ra hình cho chính xác. Rồi đẩy vô. Đẩy vô. Rồi chắc cái kim đã lên rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần lấy con chó ra là xong. Lấy ra. Ở phía mặt sau nó như vậy. Còn phía mặt trước nè. Các bạn thấy không? Một con chó cái đuôi ngắn ngủn, đang sủa, có cái miệng sủa gâu 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 gâu, há miệng ra luôn kìa. Y chang như thiệt luôn đúng không? Rồi xóa đi. Bây giờ mình làm hình khác. Đây là con báo đốm. Con báo đốm này nhìn hung dữ quá ha. Nó có những cái đốm đốm phía trên người nó kìa. Và có cái đuôi thiệt là dài luôn. Con báo đốm này ở trong rừng nó hung dữ lắm đó. Nó bắt những con khác ăn thịt. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm một bức tranh 3D hình con báo đốm này nha. Đầu tiên mình cũng nghiêng lại và mình ép nó vô trong. Nhớ nhấn cái đuôi vô nữa cho nó tạo hình cho đủ. Đây, đã xong rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần rút ra thôi. Rồi, bây giờ xoay ra phía đằng trước. Các bạn nhìn xem, đây là con báo đốm. Cái đuôi nó cong lên và nó đang bước đi đó. Y chang như con báo đồ chơi ở ngoài của Na luôn đó. Bé Na ơi, tạo hình cho Ken đi. Ok, vậy thì chuẩn bị nha. Nghiêng qua, nghiêng lại. Rồi, xong. Rồi, đợi nha. Xem đây. Đây là Ken nè. Ken đang để tay hai bên và rất là đẹp trai đó. Wow, trò chơi này hay quá. Làm cho mình với. Mình là Barbie siêu nhân nè. Làm cho mình với. Mình làm tư thế này thì có được không? Được chứ. Bạn chỉ cần ép người vào trong đây là được thôi. Chuẩn bị. Ép người vô. Ép cái tay nữa. Đúng rồi. Ép cái tay, ép cái người vô đầy đủ thì nó mới lấy được hết. Xong. Bây giờ rút ra nha. Được chưa? Được rồi. À, ở chỗ dưới cái nách của cô Barbie, Na lỡ nhấn cái tay vô nên nó lòi ra mấy cái rồi. Không được đẹp lắm, nhưng mà cũng ra hình tượng của Barbie siêu nhân ha. Đang chống hai tay lên. Cho em bé làm với. Cho em bé Alive làm với. Em bé cũng thích làm. Làm cái khuôn mặt cho em bé đi. À, được. Mặt em bé rất là đáng yêu, dễ thương như thế này thì phải làm tranh 3D thôi.
Vậy thì chuẩn bị nha. Bena sẽ làm một cái bức tranh gương mặt 3D cho em bé. Dạ, làm đi chị Bena. Nhưng mà sao bé thấy sợ quá à? Bé thấy những cái kim găm này bé sợ quá à. Không sao đâu, kim găm bằng nhựa không có đau. Nó rất là êm luôn đó. Vậy hả? Nè, bắt đầu làm thử là biết thôi à. Bắt đầu. Nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại. Rồi, xong rồi đó. Bây giờ chuẩn bị cơ hình nha. Tại vì em bé há miệng ra nên cái miệng ở đây cũng bị lõm vô một khúc luôn đó. Nó còn có đôi mắt nữa kìa. Còn có cái nơ trên đầu nữa đó, bé thấy không? Tại nãy bé ép ít quá. Bé mà ép sâu vô nữa nó sẽ ra y chang luôn đó. Rồi bây giờ mình thử làm con chim này thử xem. Con chim này đang xòe đôi cánh nè. Chắc nó cũng sẽ ra một đôi cánh thiệt là to đúng không mấy bạn? Làm thử nha. Để xem. Rồi. Wow. Con chim kìa đang tung đôi cánh lên. Nhìn y chang cái đồ chơi này luôn các bạn hen. Hay quá. Rồi bây giờ mình làm hình khác thôi. Để xem. Đây nè, có con sao biển nè. Và có con cá heo. Bây giờ mình sẽ ép nó vô nha. Bắt đầu. Đẩy vô. Rồi cho dính ở cổng luôn. Tiếp tục là bạn sao biển. Bạn sao biển này rất là đẹp. Nó là sao biển nhưng mà nó không có đều đúng không? Nó hơi quẹo quẹo. Rồi mình để luôn. Vậy thì bây giờ mình coi thành quả thôi. Chuẩn bị, hồi hộp quá. À, một con cá và một sao biển kìa các bạn. Đẹp quá, y chang luôn hen. Con cá đang cong người lên. Rồi xóa thôi. Đẩy xuống là xong. Sao biển và cá heo rớt ra rồi. Bây giờ tiếp theo là mình làm bạn cá màu cam này nha. Bạn cá này có cái đuôi xòe thiệt là đẹp luôn. Và tiếp theo là bạn cua. Bạn cua hai cái càng cũng thiệt là to. Rồi bây giờ mình sẽ làm bạn cua thử. Bạn cua ơi, vào đi. Nhấn vô, mình nhấn kỹ vô thì nó sẽ ra hình thiệt là đẹp. Rồi tiếp theo mình sẽ làm bạn cá luôn nha. Mình làm bạn cá ở chỗ này. Bạn cá này đẹp nhất là cái đuôi đó. Tại vì cái đuôi xòe ra thiệt là đẹp. Rồi lấy ra. Bắt đầu coi hình thôi. Wow, ra hình rồi nè các bạn. Một con cua và một con cá. Để xem có giống hình ở ngoài không nha. Bạn cua hai cái càng cong lên. Bạn cua này cũng vậy, y chang luôn. Còn bạn cá nè, cái đuôi xòe ra. Đó, còn cái vây ở trên cũng xòe ra luôn. Hay quá. Bây giờ Na làm thử trên tay của Na nha. Na ép vô thử. Đây, Na chỉ cần đẩy nhẹ vô là nó lên thôi các bạn ơi. Đây, xem thử tay Na như thế nào nha. Và Na đã có một bức tranh 3D hình bàn tay của mình rồi. Mình có thể mình để cái này mình trưng vô trong tủ áp phê cũng được nữa đó. Rồi bây giờ Na sẽ làm biểu tượng khác nha. Các bạn xem thử nó là biểu tượng gì đây. Rồi xem thử nè. Các bạn có làm cái tay giống như trong hình giống Na không? Rồi bây giờ Na sẽ làm ngón tay kiểu number one. Nhất đó. Đây là số 1. Na sẽ nhấn vô. Rồi khi mình làm gì tốt thì mình sẽ được khen là number one. Rồi bây giờ Na sẽ làm hình khác nè. Các bạn đoán thử xem nó là hình gì nha. Rồi các bạn đoán thử xem. Đây là biểu tượng I love you. Có nghĩa là tôi yêu bạn. Đây cũng là lời nói muốn gửi đến các bạn, những bạn thành viên của bé Na đó. Những người luôn ủng hộ Na từ lúc Na mới bắt đầu làm video đến bây giờ. Na yêu các bạn, Na yêu các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ Na sẽ làm bằng tay úp lại nha. Đây, mình cứ để xuống là nó sẽ in cái tay mình lên. Đó, các bạn thấy không? Cái bàn tay của mình nè. Và nó rất là sống động ha các bạn hen. Vậy thì nếu như mình áp vào gương mặt của mình thì sẽ như thế nào? Các bạn xem thử nha. Đây, khi mình ép vào gương mặt thì nó sẽ ra như thế này đây. Mình ép nghiêng nửa gương mặt thôi. Đây là cái miệng, cái mũi và đôi mắt nè. Cái mũi thiệt là cao.
Trò chơi này rất là vui á các bạn. Mình muốn tạo hình gì cũng được hết. Tạo hình xong mình giữ lại, rồi mình bỏ vô tủ mình trưng cũng được nữa đó. Trò chơi này vui lắm, các bạn hãy mua về chơi thử nha. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới. Các bạn ơi, Na lại sưu tập thêm được nhiều trứng lười gửi đây Tama nữa nè. Các bạn xem, có tới 6 loại luôn đó. Để bây giờ Na giới thiệu cho các bạn xem nha. Đầu tiên sẽ là quả trứng này. Các bạn nhìn xem, đây là quả trứng trong suốt đó. Quả trứng này có đến 2 cái tròng đỏ lận. Bình thường quả trứng chỉ có 1 tròng đỏ thôi à. Nè, khi mình bóp ra thì mình sẽ thấy 2 cái lòng đỏ bên trong luôn đó. Đây, để Na bóp cho các bạn xem. Đây, 2 lòng đỏ luôn. Và khi mình bóp lại thì nó trong suốt, nhìn đáng yêu quá các bạn nha. Hay quá, hay quá. Ý, Na mới phát hiện khi mà cái trứng này để trước cái vật gì thì cái vật đó sẽ bự lên đó. Để bây giờ Na lấy thử cái con heo lười này cho các bạn xem nha. Đây, mình để ra phía đằng trước thì các bạn nhìn xem kìa, cái mắt và cái mũi nó to, thiệt là to luôn, y chang kính hiển vi vậy đó. Y cái mặt con heo kìa, cái mũi nó thiệt là to luôn. Và khi lấy ra thì cái mặt nó nhỏ xíu à. Hay quá, hay quá. Đây, con heo khổng lồ đây. Wow, cái mũi nó thiệt là to luôn. Bình thường cái mũi nó đã to rồi, bây giờ con heo càng to hơn nữa. Còn bình thường nó chỉ nhỏ xíu thôi à. Hay quá, hay quá. À, để mình thử với cái trứng lười trái tim này xem. Rồi, mình cũng để phía đằng trước và mình xem. Wow, cái miệng và cái mắt của nó to, thiệt là to luôn nè các bạn. Hay quá, hay quá. Chơi cái này vui, thiệt là vui luôn. Bây giờ mình thử qua cái khác thử xem. Mình sẽ thử với cái bánh lăn này nha, bánh lăn lười này. Để xem. Được, cái mặt nó to, thiệt là to luôn nè các bạn. Con mắt cũng to mà cái miệng cũng to nữa. Hay quá, hay quá. Giống y chang như kính hiển vi à. Còn khi Na bóp lại thì các bạn nhìn xem, móng tay của Na to chưa? Ngón tay khổng lồ đây. Hay quá, hay quá, chơi vui quá à. Còn khi mình bóp ra thì hai cái lòng đỏ nó cũng chạy vòng vòng nữa nè. Rồi bây giờ mình tiếp theo nha. Đây là quả bí đỏ. Nhưng mà đây quả bí đỏ này nó lại là màu xanh. Quả bí đỏ này đang cười tít mắt luôn. Ý, nó còn có cái cuốn nữa nè. Cái cuốn của quả bí đỏ đó các bạn. À, Na còn phát hiện ra nó có cái lỗ nữa. Cái này nếu mà móc vô làm cái đồ đeo trong cặp của mình cũng hay lắm đó. Và khi mình bóp lại thì nó có thể hút được chất nhờn ma quái đó. Hút thôi. Ý, nó bị kẹt rồi, nắm kéo ra. Wow, nó hút kìa, nó hút kìa. Hay quá. Rồi, nó đã hút đầy miệng nó luôn. Bây giờ mình cho ra thôi nha. Bóp ra. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. Ý, hay quá, ra hết chất nhờn ma quái luôn. Hay quá, hay quá. Hút lại, hút lại. Bây giờ phải hút cho cẩn thận nha. Na sẽ để im cho nó hút nè. Các bạn nhìn thấy nó đang hút không? Nó đang hút chất nhờn ma quái vào bên trong đó. Hay quá. Chỉ còn dính một ít chất nhờn ma quái ở ngoài bìa thôi à. Cho ra. Vui quá, vui quá. Chất nhờn ma quái này thiệt là vui. Hút thôi, hút vào, hút vào. Cố lên, cố lên, cố lên, quả bí đỏ lười ơi. Quả bí đỏ lười này đang hút chưa? Hay quá. Đã hút vào trong rồi. Chỉ dư một ít chất nhờn ma quái bị dính ở bên ngoài thôi. Tiếp theo mình sẽ coi coi. Bạn heo lười nè. Bạn heo lười màu cam. Bạn heo lười này đáng yêu quá ta. Bạn trần do à, mập ú luôn. Có đôi tai, đôi mắt và cái mũi, cái miệng nữa. Đáng yêu quá. Khi mình bóp lại thì bạn ấy méo cái miệng lại luôn. Méo, méo, méo cái miệng lại. Méo cái miệng lại luôn.
Chắc bạn ấy hút chất nhờ ma quá giỏi lắm á, để bóp lại hút thôi. Ơi hay quá, bạn ấy hút cũng rất là nhiều luôn đó. Chỉ còn dư có một tí xíu thôi à. Rồi bây giờ đầy bụng rồi, nhả ra thôi. Ê, ê, bạn ấy còn thổi được bong bóng nữa, hay quá. Chỉ cần bóp một cái là đã ra hết luôn. Hút lại, hút mạnh lên nha, hút cho hết luôn đi. Chắc hút không nổi quá, tại vì ở đây có nhiều chất nhờn ma quái quá. Giật cả mình, hút hay quá. Trời, ăn xong dính chất nhờn ma quái đầy miệng hết kìa. Rồi, bây giờ trả lại chất nhờn ma quái đi. Ý, con heo còn thổi được bong bóng chất nhờn ma quái nữa kìa các bạn. Cái bong bóng nè, hỏng bể luôn đó. Rồi, thổi ra. Nhả ra nhiều quá. Rồi, tiếp theo, các bạn có biết cái này là cái gì không? Đây là cái bánh lăng có mặt người nè. Đây là caramel, là nước đường á, mình thắng lên. Còn ở phía dưới sẽ là sữa và trứng đó. Nhìn hấp dẫn chưa, còn có gương mặt nữa chứ. Để xem mình bóp thử. À, cái mặt của bánh lăng lười mắc cười quá, cái miệng to thiệt to luôn. Mắc cười quá. Thù mấy bạn luôn. Ý, con mắt nó to một bên thôi à, mắc cười quá. Ý, ở trong này hình như có một bạn người Detama mà bạn ấy trốn rồi. Kìa bạn ấy kìa, mà sao trốn rồi không đưa cái mặt ra ngoài. Chắc bạn ấy mắc cỡ đó. Toàn là quay mặt vô trong không à, không thấy được mặt mũi đâu hết trơn. À, hồi nào biết rồi, nà sẽ cắt lũng cái này để kêu bạn ấy ra. Vẫn chưa được, cắt thêm. Wow, nước ra rất là nhiều. Cái này là nước tinh khiết đó mấy bạn. Nó không có vi trùng, nó rất là sạch sẽ luôn. Rồi, để nào bóp ra cho hết nha. Ý, nó đang mềm xuống kìa, cái bánh lăng đang mềm xuống kìa các bạn. Tại vì nước đã chảy ra hết rồi đó, nên nó còn mềm mèo à. Lấy nước ra hết luôn. Để mình kêu bạn người Detama ra nha. Rồi, bạn người Detama ra đây. Ý, cái trứng nó méo mó lại rồi kìa. Tại vì nó đã hết nước rồi đó. Nhìn mắc cười quá. Wow, thiệt là nhiều nước luôn. Trong cái bánh lăng nhỏ xíu mà nước quá trời luôn đó. Đây, xin mời bạn người Detama ra đây. Đừng có trốn ở trỏng nữa. Cái gì đâu mà mắc cỡ chứ. Ra đây. Đây, bạn ấy đang dang hai tay ra. Nhưng mà mắc cỡ nên quéo cái chân lại. Nhìn dễ thương quá. Bạn người Detama này làm biến lắm. Ăn xong nằm chỗ à, nên mập ú luôn. Còn đây là cái bánh lăng đã bị lấy hết nước ra rồi. Bây giờ nó mềm eo thôi à. Rờ thiệt là thích cái tay. Cho mình vô đi, cho mình vô lại bánh lăng. Mình nằm mình ngủ đi. Mình buồn ngủ quá à. Mình là anh chàng lười biếng mà. Cho mình vô đi. À, bạn người Detama lại chui vào bên trong rồi. Ở trong đó ngủ đi nha. Bạn làm biến quá à, phải ra học bài chứ. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái trứng lười hình trái tim này nha. Bạn ấy cười thiệt là tươi luôn mà. Đôi mắt thì là hình trái tim nữa chứ. Là nó màu xanh. Cái miệng này to lắm. Chắc là hút được rất là nhiều chất nhờn ma quái đó. Bây giờ mình đi hút thử nha. Xem thử hút được bao nhiêu. Hút mạnh lên. Wow, giỏi quá ta, hút được tới gần hết luôn nè. À, nhả ra. Thả ra. Giỏi quá, được rất là nhiều luôn. Hay quá. Lại một lần nữa xem. Ừ,
quá, lại lấy được hết rồi. Và còn một bạn cuối cùng cũng là bạn heo. Bạn heo này màu hồng. Bạn heo này đáng yêu quá. Bạn heo này chắc bạn heo con gái nè, có đôi tai và cái mặt màu hồng luôn. Rồi hút thử xem. Không biết bạn này hút được nhiều không ha. Nó hút xong cái hai lỗ tai nó bung ra luôn. Hay quá hay quá. Còn hồi nãy mình có bạn heo màu cam nè. Xin chào bạn heo màu hồng. Xin chào bạn heo màu cam. Bây giờ hai bạn hút thử chất nhờn ma quái xem bạn nào hút nhiều hơn. Ok ok, vậy thì bắt đầu cùng hút thôi, xem ai ăn giỏi hơn nè. Bắt đầu. À, bạn bên màu cam đang hút dần hết chất nhờn ma quái của bạn màu hồng luôn. Vậy chắc bạn màu cam là con trai, còn bạn màu hồng là con gái đó. Con trai thường ăn nhiều hơn con gái mà. Ý, nhả ra, hai bạn đang giành nhau kìa. làm lại một lần nữa. Bắt đầu. À, bạn màu cam lại hút hết nhiều rồi. Bạn hồng hút ít quá. Vui quá, vui quá. Trời, còn dính chung một đống chất nhờn ma quái luôn. Vui quá, vui quá. Thôi video đến đây là hết rồi. Chào các bạn nha.